À, em Bến Tre à? Đúng rồi, người Bến Tre mình bán ở Bình Dương cũng nhiều lắm. Cố gắng đến chiều 30 là hết em nhé. Rồi, cảm ơn em gái rất là nhiều. Rồi, ok, cảm ơn em gái nhá. Rồi, ok. Vâng, xin giới thiệu mà Thành đang có mặt tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Vâng, hôm nay là chợ hoa tại trung tâm văn hóa thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, hôm nay là chiều ngày 28 Tết các bạn ạ. Người dân hôm nay mới bắt đầu đi mua hoa cho ngày Tết của mình các bạn ạ. Hôm nay lượng người đi rất là đông. Bây giờ là 5 giờ chiều các bạn ạ. Thành sẽ quay lại những hình ảnh rất là tuyệt vời để gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Vâng, hiện tại là hoa tại trung tâm văn hóa thành phố Thủ Đức còn rất là nhiều các bạn ạ. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mới bắt đầu đi mua. Và Thành sẽ quay lại những cái hình ảnh rất là thú vị để gửi tới tất cả quý vị. Mong quý vị và các bạn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ kênh của Thành. Thành xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị chuẩn bị đón một năm mới an khang và thịnh vượng. Vâng, xin mời các bạn ạ. Vâng, các bạn có thể thấy là lượng người đi trong một cái hội chợ hoa rất là đông các bạn ạ. Người lầm lợp luôn. Vâng, ở đây còn rất là nhiều hoa các bạn ạ. Vâng, chủ yếu là mai còn rất là nhiều các bạn ạ. Vâng, những cái cây mai rất là đẹp. Vâng, những cái cây mai này cũng đã nở tương đối nhiều rồi các bạn ạ. Vâng, các bạn có thể thấy là lượng người đang di chuyển để mua hoa rất là đông. Chào anh, còn nhiều hoa không anh? Dạ. Còn nhiều hoa không? Không nhiều lắm. À, thế à? Mình năm nay bán bao nhiêu gốc ạ? Này nhiều mà đi bán chậm. Năm nay như giá anh? Bán chậm mà không được giá. Giá như cây này là khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Cái này thì hiện tại là nó là đúng giá là 12 triệu. 12 triệu. 12 triệu cây. Cây này tán nó đều cũng đẹp nhỉ. Mà cái nụ nó còn, nhưng mà nó kịp Tết không? Kịp Tết mà. À, nhưng mà mình tưới nó mới bung ra đúng không? Không. Anh nhưng mà để lên hai mấy chậu anh ạ. Cái này cái này chưa được không? Tí em ra mua cho anh được. Không được đâu, không được. Vâng, một màu vàng rất là tuyệt vời các bạn ạ. À, mình cái này là mình vận chuyển từ đâu về ạ? Cái này mình cũng hay. Quận 12. Quận 12 ở chỗ nào? An Phú Đông, quận 12. À, An Phú Đông à? Vâng, cảm ơn. Vậy là mình còn nhiều không nhỉ? Chúc anh mau bán trong cái dịp Tết này anh nhá. Rồi, cảm ơn. Cái đào này cũng của anh à? Hay là? À, có cái bán từ bên. À, thế rồi. Vâng, đây là những cây đào rất là đẹp các bạn ạ. Vâng, ở đây là các loại cây hoa giấy. Hoa mồng gà. Và một số loại hoa vạn thọ các bạn ạ. Cũng rất là đẹp luôn.
450 một cặp à? Ừ, còn nhiều không em? Bán à? Có bán cả đào cả mai? À của người ta. Năm nay bán nhiều không em? Năm nay em làm ít à. À chẳng quá. Không, năm nay là cũng thông cảm là do kinh tế năm nay nó kinh tế chung vậy. À đúng rồi. Em vận chuyển hàng từ đâu về ạ? Em ở trên đất Bến Tre. À em Bến Tre à? Đúng rồi, người Bến Tre mình bán ở Bình Dương cũng nhiều lắm. Cố gắng đến chiều 30 là hết em nhé. Rồi, cảm ơn em gái rất là nhiều. Rồi, ok, cảm ơn em gái nhá. Rồi, ok. Vâng các bạn ạ, đây là những người đi rất là lườm lượp các bạn ạ. Quang cảnh của cái buổi chợ hoa tại thành phố Thủ Đức hôm nay là rất là lung linh và tuyệt vời các bạn ạ. Trước mặt các bạn là những hình ảnh rất là tuyệt vời các bạn ạ. Vâng, đây là quất các bạn ạ. Quất cũng đã còn không nhiều bằng mai các bạn ạ. Mai còn hiện tại là mai còn rất là nhiều luôn. Mà hôm nay là chiều 28 Tết rồi các bạn ạ. Lượng người các bạn có thể thấy là lượng người đi mua rất là đông. Vâng, những người chào chị ạ. Bán được nhiều chưa chị ơi? À, à. Năm nay bán giá được không? Chị vận chuyển hàng này ở đâu vậy? À, Bến Tre, hầu như là Bến Tre nhiều. À, chị đây là có một loại mai thôi à? Hay là? À, rồi cố gắng bán chiều 30 hết nhá. Về ăn Tết cho vui nhỉ. Rồi cảm ơn chị nhá. Rồi cảm ơn. Vâng, những cây mai mili rất là nhiều các bạn ạ. Vâng, mọi người đổ về tại chợ hoa Thủ Đức rất là đông các bạn ạ. Đang mua cho mình một chậu hoa ưng ý. Vâng ơi, những cây mai rất là tuyệt vời. Vâng, cây mai này cũng rất đẹp các bạn ạ. Nụ rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy những người đi mua rất là đông các bạn ạ. Vâng, mọi người đang di chuyển từ cổng vào rất là đông các bạn ạ. Đây là những hình ảnh lượng người lượm lượp đi mua bông trong buổi chiều ngày 28 Tết các bạn ạ.
Đây ạ, chợ hoa thành phố Thủ Đức. Vâng, một hình ảnh chưa bao giờ có các bạn ạ. Vâng, mọi người đang đổ về chợ Hoa Thủ Đức rất là đông các bạn ạ. Vâng, những hình ảnh rất tuyệt vời Thành đã gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng, một hình ảnh chỉ có tại chợ Hoa thành phố Thủ Đức các bạn ạ. Vâng, Thành vừa đưa các bạn đi tham quan chợ Hoa Thủ Đức. Vâng, Thành xin phép được dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người một buổi chiều ngày 28 Tết, buổi chiều cuối năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vâng, hẹn lại các bạn một video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.